lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ thích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh thầy kinh từ Hoan Hỷ đăng đàn ạ. Và con rất là kính tri ân thầy đã vào ngày hôm nay. Tại vào ngày hôm nay thì luôn có giảng sư và thầy đã vào. Và sa thú kính cảm ơn thầy và kính gửi đất lại cho thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ, kính lễ thầy sư chư tôn đức tăng trong rung. Thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha? Dạ, ok. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chiều nay thì Nguyên Như có thông báo sư Pháp Thanh ha, sư Pháp Thanh bận không biết lý do gì đâu. Không đến Nguyên Như ra lệnh chúng tôi phải vô hôm nay liền để lo cái room hồi liền là tôi tuân lệnh vô sếp Nguyên Như đi. Cái này hôm nay thì cũng hữu duyên đi vô để giúp room được có cái buổi học cho nó được tốt đẹp, được hoan hỷ. Thì hôm nay tôi đặc biệt gửi đến quý vị một cái bài pháp được gọi Agganasutta, tức là kinh khởi thế nhân bổn. Và bài này sẽ được Nguyên Như đọc bài bằng Pali ha, chúng tôi đã gửi bài Nguyên Như đọc bằng Pali. Thì trước khi vào buổi buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tăng. Nam mô Ta Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tam Ma Dạ. Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, buổi pháp chúng ta bắt đầu với cái phần bài đọc do Nguyên Như đảm trách. Dạ, xin mời Nguyên Như. Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Và con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin tuân lệnh của thầy sẽ đọc bài khởi thế nhân bổn. Agganasutta, khởi thế nhân bổn. Ewang me su tang e kang samayang pha ga wa sa wan thi yang viharati bum ba ra me mi ga ra ma tu pa sa de. Một thời Thế Tôn trú tại Sa Quách Thí Xá Vệ Búp Ba Ra Ma thành tính viên lâm ở lầu của Mí Gà Rá Mà Tú lọc mẫu giảng đường. Tê na khô ba na sa ma dê na hoa sen tha phà ra đòa cha phinh khu su ba ri hoa san ti phinh khu phà văng A căng kha ma na a tha kho pha ga wa sa yan ha sa ma yang pa ti san la na
vua thì tô bà sa đa ô rô hít tòa bà sa đa bát chà gia văn âm phô cà xê chăn ca ma ti. Lúc bấy giờ Hòa Xét Thá và Phà Rá Đòa Chà sống giữa các vị tỷ kheo và muốn trở thành tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Anh đa sa khô hòa sen thô pha ga hoành tăng sa dăng ha sa ma dăng pa ti sản la na vua thị tăng bà sa đa ô rô hít toa bà sa đa bát chà gia văn âm phô cà xê chăn ca mạnh tăng đi xoa na pha ra đoà chăn a mạnh tê si a văn a vu sô pha ra đoà cha pha gà qua sa văn ha sa ma văn Pati san la na vua thị tô bà sa đa ô rô hít toa bà sa đa bánh chà gia văn âm phô cà xê chăn ca ma ti a ya ma vu sô pha ra đoà cha dê na pha gà qua Tê nu ba sang ca mi sa ma âm đề wa na ma la phê dạ ma pha ga wa tô Sạn ti ca thầm minh ca thăng sa wa na ya ti. Hòa Xét Thá thấy Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy, Hòa Xét Thá nói với Phà Rá Đòa Chá: Này bạn Phà Rá Đòa Chá, Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Phà Rá Đòa Chá, chúng ta hãy đến ý kiến Thế Tôn. Rất có thể chúng ta được nghe một thời pháp từ Thế Tôn. Thưa vân hiền giả, Phà Rá Đòa Chá vâng theo lời Hòa Xét Thá, rồi cả Hòa Xét Thá và Thoa Rá Đòa Chá cùng đến gần Thế Tôn. Khi đến xong, đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn khi Ngài đang đi qua đi lại. Ê wa ma wu so ti kho pha ra đoà chô wa se tha sa pan cha so si a tha kho wa se tha pha ra đoà cha ye na pha ga wa te nu ba sang ca minh su u ba sang ca minh tòa pha ga wan tăng a phi wa đê tòa pha ga văn tăng chăn ca mạnh tăng anu chăn ca minh su a tha khô pha ga hoa hoa sen thăng a mạnh tê si tùm hê khoăn tha hoa sen tha brahm mana chăn cha brahm mana kuli na brahm mang na kula agarasma anagariyang bam bachita Cánh chi vô hòa sen tha brahm ma na na an cô san ti na ba ri pha san ti ti. Rồi Thế Tôn nói với Hòa Xét Thá: Này Hòa Xét Thá, nơi sanh trưởng là Bà La Môn và thuộc gia tộc Bà La Môn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình từ gia tộc Bà La Môn. Này Hòa Xét Thá, người Bà La Môn có chỉ trích người, phỉ báng người chăng? Tăng Kha Nô Phan Tê Brahmana an cô san ti ba ri pha san ti an ta ru ba ya ba ri pha sa ya ba ri bun na ya no a ba ri bun na ya ti. Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn thật có chỉ trích chúng con,
phỉ báng chúng con với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chứ không phải không toàn diện. Ya tha ka thang ba na wo wa san tha brahmana ang ko san ti ba ri pha san ti an ta ru ba. Ya ba ri pha sa ya ba ri bun na ya no a ba ri bun na ya ti. Này Wa Sét Tha, các vị Bà La Môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi, phỉ báng các ngươi với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chớ không phải không toàn diện. Brahmana phante eva mahang su brahmano vasento vanno hina anye vanna brahmano vasungko vanno kanha anye vanna brahmana vasunchantino abrahmana brahmana vabrahmuno punta orasa mukato jata brahmaja brahmanimita brahmadayada tê tum hê sen thăng hoành năng hít tòa hi na man tha hoành năng anh chú ba ga ta gia đi đăng muôn đà kê sa ma na kê im phê cành hê bánh thu bà đa bát chê ta di đăng na sa thu ta di đăng nam pa ti ru băng dăng tum hê sen thăng hoành năng hít tòa hi nama tha wa wan nang an chu pha ga wa ya di đăng muôn đà kê sa ma na kê im phê căn hê bánh thu bà đa bánh chê ti ê văng khô nô phan tê brahmana ang ko santi barifa santi antaru baya barifa saya paripunna ya no aparipunna ya ti. Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn đã nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiện, giai cấp các sa môn trọc đầu, đê tiện, đen đuổi, dòng giống thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp. Khi các người từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ liệt, giai cấp Bà La Môn trọc đầu, đê tiện, đen đuổi, dòng giống thuộc bàn chân. Bạch Thế Tôn, như vậy các vị Bà La Môn chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chớ không phải không toàn diện. Tăng kha vô và sen tha brahmana bồ ra năng a sa rạn ta e wa ma hăng su brahmano và sen tho văn no hi na an nhê văn na brahmano và sung cô văn no canh ha an nhê văn na brahmana va sun chantino a brahmana brahmana va brahmuno punta orasa mukato jata brahma ja brahma nimita brahma daya da tidi santi ko bana va Santa Brahmana nang Brahmaniyo utuniyo bigamphiniyo biwijayamana biyamana
na pi te cha brahma na yo ni cha wasama na e wa ma hang su brahma no wa san tho wan no hi na an ye wan na brahma no wa sum kho wan no kan ha an ye wan na Brahmana wa suchanti no a Brahmana Brahmana wa Brahmuno Punta o rasa mukato jata Brahmaja Brahmanimita Brahmadaya datite Brahmananche wa amfa chinkanti musa jafa santi bahun ja apunyang basa Văn ti này qua xét thá, các người Bà La Môn thật đã quên quá khứ khi họ nói Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ tiện, chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen, chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy, chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa từ của Phạm Thiên. Này Vasettha, các nữ Bà La Môn, vợ của các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú, và những Bà La Môn ấy chính do thai sanh, lại nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, là con cháu thừa từ của Phạm Thiên. Và con xin kính dường mít lại cho thầy kinh. Và con đã đọc xong phần bản chánh kinh hôm nay. Và con xin dâng mít lại cho thầy ạ. Quá dữ, học tụng kinh được rồi. Nói nhau cái gì? Phát sinh ra khởi thế giới. Kinh thưa gì? Thì kinh này được có cái tên là Aghanasutta, là kinh khởi thế nhân bổn, tức là kinh nói về cái khởi nguyên của loài người ha. Thì chúng ta biết là đa phần ai cũng có cái sự thắc mắc về con người từ đâu có, người từ đâu ra đủ thứ. Thì từ cái vấn đề mà mình đặt cái câu hỏi lớn như này thì rất là nhiều cái tôn giáo đã xuất hiện tuyên bố là con người là từ những vị trời sanh ra, từ thượng đế sanh ra, vân vân. Thì bao nhiêu vấn đề được đưa lên những giả thuyết như vậy. Và ngay cả chính chúng tôi ngày xưa mình nghiên cứu học chưa có tới, mình cũng còn suy luận, mình suy diễn rồi, cha mẹ từ đâu ra, rồi ai sinh ra cha mẹ ta, là kia mình cứ suy diễn theo kiểu mà đi ngược lại dòng tộc. Ví dụ cha mình là do cha mẹ sanh, rồi cha thì do cha mẹ sanh, mẹ cũng do cha mẹ sanh,
rồi cha của cha mẹ cũng do cha mẹ sanh, mà suy đi ngược lại tới vô cùng luôn thì nó không có một cái điểm dừng. À, cho nên khi mà suy nghĩ thì có thể đưa tới một cái sự mà rối loạn, một cái sự mà có thể đưa đến vấn đề mà tẩu hỏa nhập ma luôn. Đây, thì cho nên cái bài kinh này cũng rất là đặc biệt, để khi Đức Phật thuyết cái bài này cho chúng ta biết là cái khởi thế của cái đầu xuất của con người là như nào. À, trong bài kinh này chúng tôi chỉ trình bày lược giải thôi, tại vì kinh rất là dài. À, để lược giải chúng ta nắm được những cái nghĩa chính của bài kinh. À, trong cái bài kinh Đức Thế Tôn thuyết là sao, thì nhân duyên kính thưa vị, từ có hai vị Bà La Môn, hai vị tên là Vasettha và Pharadvaja, và hai vị Bà La Môn này muốn tu tập, muốn trở thành một vị tỳ khưu trong hàng xuất gia. À, hai vị cũng có một cái khởi lên một cái ước muốn như vậy, thì hai vị đó đi đến thì thấy lúc đó Đức Thế Tôn ngài ăn trú tại Sa-quách-thí. À, thì chúng ta đã nghe như đọc cái bài bài kinh chính kinh ha, thì lúc đó chúng ta thấy là Đức Thế Tôn ngài trú tại thành Sa-quách-thí ở Bấp-ba-ra-má, dịch là thành Tính Viên Lâm, ở lầu của Miga-ra-ma-tú, tức là Lộc Mẫu Giảng Đường. À, thì Đức Thế Tôn đang trú tại đó. Thì kính thưa vị, vào một buổi chiều thì Đức Thế Tôn sau khi thiền định xong, ngài khởi dậy và ngài bước xuống cái ngôi lầu đó. À, ngài mới đi qua đi lại, ngài đi kinh hành dưới bóng ngôi lầu đó không. Thì hai vị này, tức là hai vị Bà La Môn là Vasettha và Pharadvaja đó, mới bàn nhau tới để ý kiến Đức Thế Tôn, đến gặp đảnh lễ Đức Thế Tôn, và hy vọng được Đức Thế Tôn sẽ dạy cho những điều lợi ích. Thì khi hai vị thấy Đức Thế Tôn đi qua đi lại, hai vị mới đi theo sau, đi sau Đức Thế Tôn. Và khi sau như vậy thì Đức Thế Tôn mới hỏi là các ngươi sanh trưởng từ một cái dòng tộc thuộc về gia tộc Bà La Môn, thuộc về gia tộc ở Ấn Độ. Quý vị biết gia tộc Bà La Môn thì rất là được xếp vào hàng gia tộc thuộc về tối thượng. Và mà Đức Phật hỏi mà mấy người sanh ở Bà La Môn thuộc gia tộc Bà La Môn như vậy, nếu mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình đó, mà từ gia tộc Bà La Môn như vậy đó, thì những người bị Bà La Môn đó, mà những vị đó có chỉ trích người không, có phỉ báng các người không, có la rầy các người không. À, thì khi Đức Thế Tôn hỏi như vậy thì hai vị này thì bị Vasettha đại diện nói là quả thật là như vậy, và có tức là chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con, và những phỉ báng thật chí tình. Trong kinh dịch là thật chí tình rất là độc đáo, thật chí tình mà phỉ báng toàn diện chứ không phải không toàn diện. À, tức là phỉ báng tới mức là và không còn chỗ nào mà để phỉ báng hết. À, thì ông Bà La Môn cũng mới trả lời với Đức Phật như vậy. Thì kính thưa quý vị, trong cái đoạn đầu của bài kinh này đó, thì những vị Bà La Môn được nói đến, họ tự xưng họ là một cái thành phần giai cấp thượng lưu. À, giống như giai cấp thuộc về là tối thượng ha, trong tất cả cái nhân loại. Thì những vị Bà La Môn này họ xưng họ là giai cấp tối thượng như vậy, giai cấp thượng lưu như vậy. Họ mới nói là Bà La Môn, cái chữ Bà La Môn là từ chữ Brahmana hay là Brahmin hay là Brahman. Thì chữ Bà La Môn thì họ cho là Bà La Môn đó là giai cấp tối thượng, giai cấp tối cao nhất trong trong mọi giai cấp. Tất cả những giai cấp khác đều là những giai cấp hạ liệt, những giai cấp thấp, giai cấp là bần cùng. Họ cho như vậy, họ phân biệt ra như vậy. Và chỉ có Bà La Môn có là thuộc về da trắng, còn những giai cấp khác là da đen. À, thì chúng ta thấy là thời xưa mà nó cũng đã có phân biệt về màu da, tức là Ấn Độ mà thuộc da trắng là thuộc về cao cấp, còn da đen thuộc gọi là hạ đẳng. À, họ phân biệt ra một cách rõ ràng như vậy. À, ông mấy vị Bà La Môn ta còn có cho rằng là Bà La Môn là một cái giai cấp thuộc về thuần túy, các giai cấp khác không có được như vậy, và họ tuyên bố rằng Bà La Môn mới chính là con chính tông của vị Phạm Thiên.
những vị cấp khác không phải là con chính tông Phạm Thiên, chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên. Họ tuyên bố họ sanh từ miệng Phạm Thiên, họ xác định như vậy, và do Phạm Thiên sanh, họ là do Phạm Thiên tạo ra, họ là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Thì chúng ta biết là ngày nay chúng ta cũng thấy cũng có rất là nhiều tôn giáo họ cũng tự xưng họ con của một vị thượng thượng đế nào đó sanh ra, sanh ra từ thượng đế chứ không phải là bình thường, con của phần thượng đế. Thì do cái vấn đề nó phát sanh như vậy, những vị Bà La Môn họ tự xưng như vậy, tự cho họ là tối thượng như vậy, cho nên Đức Phật ngài đã dùng rất là nhiều cái phương tiện để mà làm cho cái sự việc này nó trở nên sáng tỏ cho hai cái vị Bà La Môn này. Ngài phá tan hết tất cả mọi tư tưởng mà phân biệt chủng tộc, tư tưởng mà lệch lạc, phân biệt giai cấp, và còn tự cho mình là con cháu thừa tự của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, vân vân. Họ tự cho như vậy, và Đức Phật dùng nhiều cái phương tiện để ngài nói cho vấn đề được sáng tỏ ra. Thì Đức Phật nói những người Bà La Môn này đó, vẫn có vợ, vợ là Bà La Môn, vợ của các Bà La Môn nữa là cũng là đàn bà, cũng là những đàn bà cũng như bao người đàn bà khác. Thì chúng ta thấy là cũng vậy thôi, đàn bà La Môn hay đàn bà nào cũng là đàn bà, cũng có kinh nguyệt, cũng mang thai, cũng sanh con, cũng nuôi con, cho con bú, vân vân vân. Mà những cái vị Bà La Môn này cũng sanh từ các thai phụ đó, những Bà La Môn vẫn sanh từ những thai phụ đó, thì làm sao nói rằng là tôi sanh từ miệng tiếng? Đây là cái vấn đề mà họ đã nói lên một vấn đề mà không đúng với cái sự thật, không đúng với cái pháp. Cho nên Đức Phật xác định là những người Bà La Môn này cũng sanh từ những người đàn bà có kinh nguyệt mang thai, và sanh từ những thai phụ đó. Cho chúng ta thấy xác định. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng tất cả con người sanh ra cũng đều từ do người đàn bà sanh ra, chứ đâu có ai mà ngoài cái đó ra được. Cho nên không thể nào mình che lấp cái sự thật đó, không thể nào mình che giấu cái sự thật đó. Và mình nói rằng mình từ ông trời ra, mình từ vị thượng đế sanh ra, từ vị Phạm Thiên sanh ra, sanh từ miên Phạm Thiên, vân vân. Đó là mình nói một cách là và mình che che đậy sự thật, mình chế ra, mình tưởng tượng ra mình là cao thượng như vậy, mà trong sạch như vậy, nhưng mà thật sự ra cũng vẫn là bình thường như bao nhiêu người khác. Rồi chúng ta biết là thời đó Đức Phật cho ra biết thời đó có bốn cái giai cấp, phân biệt cho chúng ta thấy là có bốn giai cấp. Cái cấp thứ nhất là khất giá, cho mình biết là có bốn giai cấp. Vì nào muốn ghi thì cứ ghi nha. Phân biệt có bốn giai cấp là khất giá, tức là sắc đế lị, đó là giai cấp thứ nhất. Giai cấp thứ hai là brahmana, tức là bà la môn. Brahma đó, brahma, brahmana, brahmana đó là bà la môn, hay là brahman cũng là bà la môn. Cấp thứ hai là giai cấp bà la môn. Và giai cấp thứ ba là quét xá, tức là bậc thương gia, hay là những người thương buôn, hay là quét xá là bậc thương gia. Và thứ tư là xuất đá, tức là bậc nô lệ, những người cùng khổ. Thì Đức Phật cho biết là thời đó, đó thời Ấn Độ đó, lúc đó là người ta phân ra cho có bốn giai cấp như vậy. Thì trong đây có giai cấp khất giá, sắc tế lỵ, và giai cấp bà la môn là thuộc về cao quý, còn giai cấp thương gia là thấp, và thấp nhất là giai cấp giai cấp xuất đá, là người nô lệ. Thì Đức Phật cho biết là thời đó nó có bốn giai cấp như vậy đó, và ngài cho biết là nó có hai cái vấn đề trong cái bốn giai cấp này. Đây chúng ta sẽ thấy là rất là tuyệt vời đấy, chúng ta thấy có hai vấn đề trong bốn giai cấp này. Vấn đề thứ nhất là cái phần nói là trong bốn giai cấp này đó, tức là trong cả bốn giai cấp này, cấp sắc tế lỵ, cấp bà la môn, cấp thương gia, cấp nô lệ, thì trong cả bốn giai cấp này cũng có đều được biết là có rất là nhiều người sống trong ác pháp, sống trong những cái ác bất thiện pháp, sống trong những cái pháp đen, pháp dơ bẩn, pháp này kia, tức là những người sống trong những cái tà hạnh, sống trong sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh nói láo, nói hai lưỡi, nói ạt khẩu, nói phù phiếm, rồi tham sân si tà kiến, ngã mạn, vân vân, đủ thứ. Thì trong cả bốn giai cấp này đều tìm thấy như vậy, đều biết là có những cái người như vậy, tức là không chỉ riêng cấp nô lệ, mà ngay cả giai cấp là khất giá, giai cấp brahmana cũng vậy.
vậy, giai cấp quét xa cũng vậy, thì cũng đều có những hạng người sống trong ác pháp và sống không có một cái đức độ, sống sát sanh, lấy của không cho, trộm cắp, tà hạnh, nói láo, vân vân vân. À, thì như vậy là cái vấn đề mà Đức Phật đưa ra thứ nhất để cho chúng ta thấy là cả bốn giai cấp này đều có những cái đời sống như vậy, chứ không phải chỉ riêng một giai cấp nào. À, để chúng ta thấy xác định trước cái tiêu đề của cái bốn cái giai cấp này không. À, và cái thứ hai là Đức Phật tuyên bố rằng trong cả bốn giai cấp này cũng được tìm thấy là có những người sống trong thiện pháp, à, sống trong những cái đức lành, sống trong những cái điều tốt đẹp. Những vị cả bốn trong cái giai cấp này cũng có người sống là không có tà sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói láo, không nói hai lưỡi, nói đâm thọc, không có nói ác khẩu, rồi không có nói lời phù phiếm, không có những cái trạng thái là tham sân si ganh tị đặc đố, những ác đại kiến vân. Thì có những chúng sanh trong bốn giai cấp này sống trong cái đời sống thiện hạnh như vậy, thiện lành như vậy. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật phân cho chúng ta thấy trong bốn giai cấp này đều có cả hai vấn đề này. Thứ nhất là sống trong ác pháp, sống trong những cái đời sống mà đen tối, đời sống mà gây nhiều cái điều xấu xa, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, vân 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 vân. Và trong cái vấn đề thứ hai cũng có những người sống trong những thiện pháp, sống không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói phù phiếm chia rẽ, không có tham lam, không có sân hận, luôn luôn có được cái chánh kiến. Thì trong cả bốn giai cấp này đều có hết, đều có, ngay cả cấp nô lệ cũng vẫn có những người tốt đẹp, những người sống như vậy. Để cho chúng ta thấy rõ rằng vấn đề không phải chỉ có Bà La Môn mới là tốt, không phải chỉ có khách giá là tốt, mà ngay cả thương gia và nô lệ vẫn có những người tốt. Và không phải chỉ có thương gia hay nô lệ là người xấu, mà ngay cả là Sắc Lê Lị và Bà La Môn vẫn có người xấu. À, đó là như vậy. À, cái lễ sư Nguyên Tông bây giờ luôn. À, thì Đức Phật phân chúng ta thấy hai vấn đề của bốn cái giai cấp này cho chúng ta thấy được ha. Trước tiên chúng ta sẽ thấy được cái sự hiện bày một cách rõ rệt ra như vậy, để chúng ta nhận thấy là trong cái đời sống ngay cái bây giờ vẫn vậy, là không phải là một người mà thuộc về dân nhà giàu đại gia hay là con cái tức quyền thì là người thuộc về cao thượng, hoặc là không phải những người buôn bán thương buôn hay là những người nghèo cùng đinh là những người ác xấu, mà trong cả hai vấn đề này, bốn cái hai vấn đề người tốt và người xấu đều có mặt trong tất cả những loại, người giàu cũng có người ác, người là chuyên môn là sát sanh, rồi chuyên môn là làm hại chúng sanh, rồi như là tham nhũng, tham lam đủ thứ, hoặc là lường gạt vân vân, vẫn có trong những cái thành phần là giàu có, sang trọng, quyền quý, và vẫn có trong những hạng thương buôn, những hạng mà nghèo khổ, và ngay cả những người nghèo khổ trong cái đời sống bây giờ chúng ta vẫn có tìm thấy được những người sống tốt đẹp, sống có thiện pháp, sống trong những hạnh lành, và những người giai cấp giàu sang quý tộc cũng vẫn có những người đó. Vì vậy trong hai cái vấn đề này đều có mặt trong tất cả mọi mọi chúng ta có thể tìm ra được những loại chúng sanh đó, tốt có, xấu có. Và chính vì như vậy, chính vì do có cái vấn đề này, nó có cả hai pháp mà, pháp tốt, pháp xấu, pháp trắng, pháp đen như vậy đó, thì chính vì như vậy mới phát sinh ra từng lớp xã hội. À. Yeah. Yeah. Chính vì có những cái vấn đề như vậy, chính vì có cái sự tốt và sự xấu như chúng tôi đã trình bày như vậy, cái pháp mà bất thiện, pháp thiện, cả hai đều xuất hiện, cho nên phát sinh ra những cái tầng lớp giai cấp xã hội. Và kính thưa quý vị, trong cái hai cái vấn đề này, trong cái tầng lớp xã hội này, thì những bậc có trí người ta không có chấp nhận, hoặc là người ta chấp nhận thứ nhất và hai vấn đề, tức là người trí chấp nhận và không chấp nhận, có hai vấn đề. Cái độc đáo trong cái bài kinh này là cho đó, tức là người trí không chấp nhận và chấp nhận, là thứ nhất là dựa trên căn bản đạo đức,
À, tức là dựa trên căn bản đạo đức, tức là người nào mà sống không có giới hạnh, ác trí, ác giới, sống mà tạo nhiều cái ác bất thiện pháp, tạo nhiều ác nghiệp thì không chấp nhận người đó gọi là người giai cấp cao, không chấp nhận người đó là thuộc về là thượng nhân, không thể chấp nhận. Đối với người trí, người ta không chấp nhận vấn đề này, tức là dựa trên căn bản đạo đức. Thứ hai là người đó dựa bậc trí, người ta dựa trên cái đời sống. Dựa trên đời sống đạo đức, tức là người đó phải sống có một cái đời sống thanh cao, một cái đời sống đức hạnh, một cái đời sống tốt đẹp, không phải là căn cứ trên cái tầng lớp giai cấp giàu nghèo hay là quyền quy vua chúa vân vân, mà dựa trên cái đời sống đức hạnh. Người có sống đời sống đức hạnh, có đời sống thanh cao tốt đẹp, gìn giữ những cái điều lành, không hại người, không hại mình, sống luôn luôn an trú trong pháp, không sát sanh, không trộm cắp, không giết hại chúng sanh vân vân, làm những điều tốt đẹp. Và những vị đã có thành tựu những cái đức cao thượng, hàng như những bậc thánh, thì người trí người ta chấp nhận đây chính là bậc thượng nhân, đây chính là giai cấp tối thượng, chứ không phải là dựa trên cái sự giàu nghèo, hay là sự dựa trên những tầng lớp xã hội, hay là dựa trên những cái giai cấp mà tự mình phong cho mình. Mình là Bà La Môn, mình là Sắc Tế Lị vân vân. Thì như vậy, dựa trên cái vấn đề này, người trí người ta chấp nhận những cái điều được gọi là cao thượng, là do nơi cái đức độ, không có phân biệt giai cấp, không có một sự phân biệt theo cái kiểu mà như mình phong như vậy. Như cái vấn đề như vậy đó, Đức Phật mới xác định cái sự trong sạch, sự sống đúng pháp mới được coi là tối thượng giữa loài hữu tình. Đức Phật xác định đó nè, là sự sống của một chúng sanh, một con người sống đúng pháp mới được coi là tối thượng giữa loài hữu tình. Và pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. Đó là Đức Phật tuyên bố như vậy. Và những ai gia từ bỏ gia đình tu theo Đức Thế Tôn, mà người đã có thể tuyên bố người đó, đó cái người mà xuất gia theo Đức Thế Đức Phật, xuất gia tu theo đúng pháp, thì người đó có thể tuyên bố là ta là con chính tông của Thế Tôn. Ta là con chính tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp sanh, do pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của pháp. Đây là một sự xác nhận, là để mà nói cho Bà La Môn biết là cái vấn đề như vậy. Tức là những người nào mà xuất gia từ bỏ gia đình tu theo đúng pháp, tu theo Đức Thế Tôn, người đó có thể tuyên bố là ta là con chính tông của Đức Thế Tôn, chứ không phải như là Phạm Thiên, ta là con của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên. Ở đây Đức Phật nói là ta là con chính tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp sanh, do pháp sanh chứ không phải là do miệng sanh, miệng do pháp sanh, do pháp tạo ra, là con cháu thừa tự pháp. Đó là cái vấn đề mà được xác định rõ ràng là một cái sự mà tối thượng được sanh ra là như vậy, chứ không phải là tao làm dòng dõi sanh ra từ phạm từ Bà La Môn là tối thượng, từ Sắc Tế Lị là tối thượng, tụi bay là dân da đen, hoặc là tụi bay là dân bán và dân hạ liệt, sanh sanh từ bằng chân thấp kém nô lệ. Mà Đức Phật tuyên bố cho chúng ta thấy là người nào mà sống đúng pháp, người nào đó là người đó sanh ra từ nguyện pháp, pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của pháp. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là Đức Phật dạch rõ ra cho chúng ta thấy cái sự mà phân biệt chủng tộc của cái thời Ấn Độ thời xưa. Rất là thời đó rất là dễ sợ, rất là phân biệt ghê lắm. Và ngay cả thời bây giờ cũng vậy, mình thấy cái sự phân biệt chủng tộc cũng không thể nào mà xóa được, mặc dù là ngay cả xứ Mỹ này người ta cũng đưa ra cái luật là discrimination, là phân biệt chủng tộc là ở tù á, mình mà nói một cái là chết liền. Mình nói người Mỹ đen phân biệt và da vàng này kia phân biệt này kia nọ là thường cái là ở tù, chứ không phải chuyện đùa, đây là luật. Nhưng mà đó là luật, nhưng còn thực sự trong tâm của con người là vẫn có sự phân biệt như thường. Bởi vì chỗ chúng ta ở có một cái chỗ thì chỗ nó đi tới có cái bảng, cái bảng này là white land, tức là đất của da trắng, hoặc là có một chỗ nữa là white town, tức là cái làng của người da trắng. Thì chúng ta thấy có cái vấn đề vậy thì cũng không làm gì được, tại vì nó không pháp luật, nó chỉ đặt cái tên thôi. Nhưng mà thật sự
được nói lên một cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Ở chỗ đó là người da trắng ở, da đen không có quyền bước vô đó. À, và như vậy chúng ta thấy phân biệt rất là dễ sợ. À, cái chỗ đó những người da đen ở đó tự động tự dọn đi hết rồi, tôi thấy có vẻ mình giống như bị lạc loài vô toàn trắng không vô lạc loài, cái khu đó trở thành khu người da trắng, ra đề bản là Whiteland, người da trắng rõ ràng. À, thì mình thấy, nhưng mà mình nói đi thì cũng phải nói lại, thực sự nó cũng có những cái mà cũng khó xử lắm, bởi vì những người thấp thì có những cái đời sống nhiều khi người ta cũng quậy quá, người ta cũng chịu không nổi, tạo nên những cái mà phiền hà, gây ra những cái sự mà nguy hiểm cho cái đời sống, chẳng hạn như trộm cướp mà giết chóc quậy gọ đủ thứ phát xuất từ những người thấp như vậy. Thành ra chính vì vậy do như vậy là những người da trắng người ta cũng kỳ thị mình, thì cũng cũng có lý do của người ta. À, đó là cái vấn đề mình thấy hiện thực trong cái đời sống này, chứ không cần phải nói tới vấn đề thời xa xưa, thời Bà ngày xưa. À, cái tôi về do cái vấn đề này thì Đức Phật mới nhân 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 cái duyên này, Đức Phật thuyết về sự hình thành của thế giới ngày hôm nay, tức là khởi thế nhân bổn. À, Đức Phật tuyên thuyết về cái sự hình thành thế giới này, và từ cái vấn đề đó cái bài pháp mà được trình bày nói đến sự khởi thế nhân bổn. Thì trước tiên là Ngài nói về cái sự mà vô thủy, tức là cái thế giới là mình biết là nó từ vô thủy. Thế giới này trong cái giai đoạn mà Đức Phật nói là thế giới này khi bị chuyển hoại, tức là bị hoại đi đó. À, tức là từ thế giới này chúng ta biết nó đã từng hiện hữu, à, nó từng hiện hữu, nó từng có mặt, nó từng chuyển thành, nó từng từng là hoàn thiện cái thế vũ trụ này rồi nó bị hoại diệt đi. À, thì như vậy, cứ như vậy làm đi lại như vậy là vô thủy và không có tìm được khởi đầu. À, nhưng mà Đức Phật bắt ngay cái chỗ thế giới này bị chuyển hoại, Ngài giảng cho chúng ta thấy từ khi thế giới hữu tình này nó sanh rồi nó diệt vô tận, được khẳng định rằng cho mình biết rằng là không có một cái đấng tạo hóa nào tạo ra thế giới này. À, không có một cái đấng nào mà tạo ra cái vũ trụ vạn vật nè, à, mà nó là do nhân do duyên nó phát sinh. À, thì trong khi cái thế giới bị chuyển hoại đó, à, trong cái thế giới nó đi vô cái giai đoạn bị hoại diệt, bị hủy hoại, bị tan hoại, thì các loài hữu tình, tức là những loài mà có cái đời sống, có tâm linh, thì Đức Phật tuyên bố là phần lớn những vị nó sanh qua cõi gọi là cõi Quan Âm Thiên, à, qua qua âm thiên, tức là Apassara, cõi này thuộc về cõi trời nhị thiền sắc giới, à, cõi trời của nhị thiền đó. Thì thế giới bị hoại đi, thường thường thế giới trong chú giải tôi có giải thích những vấn đề về hoại của thế giới là bằng lửa hay là hoại bằng nước, à, những cách mà để nó hủy hoại cái thế giới này. Thì những chúng sanh hữu tình thường thường sanh về cõi Quan Âm Thiên, à, sanh về cõi trời nhị thiền sắc giới. Thì những vị trời đến đây đó, à, những vị trời này nó không có sống như người bình thường mình, à, những vị trời đây họ sống bằng cái pháp hỷ, họ sống bằng cái sự mà quan hỷ, những cái pháp hỷ của họ, họ sống, họ tồn tại, họ không sống như con người mình, à, họ không có phải ăn uống ngủ nghỉ, không có phải sống hồi hướng những cái vật thực như cái đời sống con người mình, họ sống bằng cái pháp hỷ mà nó nuôi cái thân của họ, à, và họ thân của họ là cái gì thì luôn luôn có những hào quang rất là sáng chói, à, hào quang rực rỡ, họ sống pháp hỷ mà phát sinh hào quang rất là rực rỡ sáng chói, và họ bay, à, không có đi mình, à, họ bay trên hư không, à, cho nên, à, những vị này có những cái pháp rất là đặc biệt, à, và được gọi là Quan Âm Thiên, là Apassara là Quan Âm Thiên, bởi vì cái vị này, những vị này không có nói tiếng ngôn ngữ như mình, à, vị này phát ra cái ánh sáng từ trong miệng và phát ra bằng ánh sáng, à, thì do là được gọi là Quan Âm Thiên. À, đây là một cái sự kiện mà chúng ta thấy là rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt, những vị sống trên cõi trời như vậy, những vị sống trên cõi thiền sắc, à, từ đó và những vị cao mới thấy được những lời này. À, thì khi mà thế giới nó bị chuyển hoại đó, thì đa số phần lớn chúng sanh sanh về cõi đó, à, sống ở trên cõi đó một thời gian rất lâu, à, rất lâu xa, rất là
không thể nào mình có thể tính đếm đo đo đong đếm được ha, nhưng vì sống từ tuổi của trời mà họ sống rất là lâu à, cái tuổi thọ họ sống rất là thời gian rất là dài à, cái tuổi thọ rất là lâu, và từ đó sau khi họ sống một thời gian như vậy đó, vì du hành nó họ sống bằng pháp hỷ, họ sống bằng cái sự hưởng lạc bên đó. À, rồi đến khi một thời gian lâu thế giới nó chuyển thành à, thời gian lâu bắt đầu cái thế giới này nó chuyển thành à, mà thế giới này nó chuyển thành đó, thì khi đó có một số những vị trời đó, vị trời lên cõi quan thiên rồi đó, họ mới hết tuổi thọ, họ mới chết, họ sanh qua đó, họ tái sanh về cảnh giới này à, thì khi thế giới này bắt đầu chuyển thành thì họ bắt đầu mới sanh về thế giới này à, chưa thấy là thì à, những vị này đó cái sanh vào đây dù như thế nào nữa họ cũng phải chấp nhận một cái số phận, dù cho sống lâu cỡ nào thì cũng phải sanh rồi cũng phải tử, và không thể nào tránh khỏi định luật này, đó là định luật bất di bất dịch ha. Để có sanh là có tử, không thể nào mà trốn thoát được nó, dù cho sống ngàn năm trăm ngàn năm thì cũng phải tới một ngày nào đó hết tuổi thọ là phải tử thôi à, và những chúng sanh này á, từ cõi quan âm thiên sanh về cái thế giới này á, thế giới loài người đó à, thì họ sanh xuống bằng coi như là ý sanh, trong kinh nói ý sanh tức là ở đây gọi là hóa sanh à, những vị trời này khi tử tử trên chỗ đó là tái sanh xuống này liền bằng hóa sanh à, tức là trong cái đời sống mà về sanh đó, thì nó có bốn loại: noãn sanh, hai sanh, thấp sanh và hóa sanh, thì những vị trời này sanh xuống đây bằng hóa sanh. Thì như vậy cái người đầu tiên mà sanh xuống cái thế giới này đó thì là những vị trời từ đó sanh xuống, là những vị phạm thiên à, cõi quan thiên, thì như vậy là người đầu tiên à, xuống đây, xuống thế giới này. Như vậy chúng ta có khởi đầu bằng những vị đó, là ông tổ của chúng ta là những ông trời à, trên à, phạm thiên à, sắc giới đó à, cho nên à, khi thế giới hình thành như vậy đó, thì những vị đó xuống à, sanh xuống đó. Rồi khi họ sanh xuống đây thì thế giới nó đang mới bắt đầu trong cái thời sơ khai, nó được hình thành trong thời sơ khai, thì toàn bộ những cái trên thế giới toàn bộ là nó là một cái màu đen sẫm à, trong 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 kinh nói là những vạn vật trong toàn thế giới này nó là đen sẫm, mắt thường mình không thể thấy được à, mắt mình không thể nhìn thấy được, đen một mù à, những vị trời sanh xuống đây họ nhờ có hào quang à, họ mới có thấy, họ mới di chuyển tới luôn được à, cho nên lúc mà mới trái đất mới hình thành, vũ trụ mới hình thành thì tất cả mọi thứ đều trong cái màu đen à, không hề có một cái ánh sáng nào hết, và khi mà thế giới lúc đó nó mới hình thành như vậy, nó không có như bây giờ à, nó không có những cái thái dương hệ, không có tinh tú, không có mặt trời mặt trăng ngôi sao vân vân vân, nó không có, hoàn toàn là thế giới lúc đó không có những cái này. À, và ngay cả không có, đã khi có không có tinh tú mặt trời mặt trăng á, thì không thể có phân biệt được ngày và đêm, tháng năm hay thời tiết thì đều không có đó à, bởi vì có thù đang thui à, thì làm sao mà có à, thì như vậy thời cái lúc đó là à, những vị sống trong cái thời mà mới hình thành đó, nó trong vô hoàn là như vậy, có thù vậy, sống nhờ có ánh sáng là sống như vậy. Rồi khi mà sau một thời gian sau lâu ha, thời gian sau rất là lâu, rất là lâu, thì họ sống trên cái đất như vậy, thì khi đó cái đất là cái vị đất, cái đất nó có cái vị đó à, thời gian lâu nó bị tan ra à, nó bị tan ra trong nước à, và đất như vậy nó hiện ra một cái màu sắc thuần khiết à, nó màu sắc thuần khiết à, nhưng mà lúc đó, đó khi mà cái thời thời mà nó còn có hù, nó không có trăng sao, không phân biệt ngày đêm, thì lúc đó ngay cả đàn ông đàn bà cũng không có nha quý vị, không có đàn ông đàn bà, có những vị phạm thiên thôi, không có phân biệt giới tính à, các vị sống trên cái thế giới này chỉ là nói là chỉ là những cái loài có sự sống như thôi, có hữu tình sống như vậy thôi, không có sự phân biệt nam nữ gì đó à, chính vì như vậy sao mà sống như vậy, sao thời gian à, cái đất này nó mới bắt đầu có sự chuyển biến à, cái vị đất nó tan ra à, nó tan ra, nó hiện ra những cái màu thuần khiết,
được mô tả giống như là cái đề hồ hay là như thuộc tôi ha, hay là vị đất là nó có một cái chất vị rất là tuyệt vời, như là mình mật ong, mà loại ong mà là ong tinh khiết đó, mà mật ong thuần tịnh, ngọt thuần tịnh như vậy. Mật ong mình giờ chắc cũng không bằng đâu. Thì từ khi cái vị đất nó có cái vị ngọt như vậy, nó phát sinh ra như vậy đó, thì những vị này mới thấy là lạ, thấy lạ, thấy vậy mới khởi lên, thấy khởi lên cái tâm để mà muốn thử, ăn thử cái đất đó. Thì khi khởi tâm lên như vậy, lấy cái đất ra ăn, ăn ngon quá rồi tầm tham sân khởi. Mà khi lòng tham sân khởi bắt đầu rủ nhau hết người này ra xúc nhai vô ăn, ăn bẻ đất rồi ăn, ăn ngon lành, đất ngọt quá, đất lúc đó thời đầu tiên mà đất nó ngọt quá, những vị này khởi tâm tham ái sanh ăn. Và khi ăn như vậy đó ngon quá thì cái thưởng thức ăn liên tục ha. Giống như là một người mà chưa từng bao giờ biết được cái vị ngọt như vậy, ăn thấy rất là hoan hỷ và tâm tham thọ hỷ sanh khởi. Do cái tâm tham thọ hỷ như vậy, ăn như vậy ngon, từ từ cái ăn vô cái chất đất, cái gì đó là đất mà, bản chất của đất mà. Thì cái đất nó vô cái nó làm cho cái hào quang của những vị đó là biến mất, bước đầu sống của hào quang, ăn vô cái hào quang nó lu 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 biến mất tiêu luôn, tiêu luôn, vô trợ luôn. Thì chắc vô trợ là thấy rồi đó, liền chắc vô trợ rồi. Thì họ ăn vô cái hào quang biến mất luôn, hào quang biến mất thì nó ánh sáng của một của những người sống trên cái đất địa cầu, nó bị lu mờ biến mất. Thì khi bị ánh sáng nó biến mất, cái thế giới nó bị đen thui lại, thế giới trở nên đen như mực luôn, đen và coi như là mình đưa bàn tay ra mình nhìn không thấy, nó coi như là thế giới bị sụp vô trong cái màn đen tối, do hào quang của chúng sanh bị tiêu mất, tham ăn quá, ăn cái đất nhiều quá nó bị lu mờ luôn, biến mất. Mà khi thế giới trở thành như mực như vậy do từ cái duyên như vậy, thì đặc biệt cái chỗ này chúng ta thật sự mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà thật sự Đức Phật tuyên bố là nó rất là đặc biệt. Khi mà trời đất trở nên đen như mực vậy đó, do duyên từ ăn cái đất vậy đó, thì lúc đó mặt trời mặt trăng xuất hiện, bắt đầu mặt trời mặt trăng bắt đầu ló hiện ra, xuất hiện ra và các chòm sao cũng xuất hiện, và những tinh tú này xuất hiện và làm cho cái bầu trời trở nên sáng rồi. Hãy ban ngày thì có mặt trời, ban đêm có mặt trăng và những vì sao này kia tinh tú xuất hiện. Và khi có mặt trời, mặt trăng và sao tinh tú vân vân xuất hiện, thì ngày đêm bắt đầu có xuất hiện. Ban ngày ban đêm bắt đầu xuất hiện, năm tháng thời tiết bắt đầu từ đó phát sinh. Thì chúng ta thấy rằng chính vì do cái vấn đề này thì bây giờ chúng ta mới có được ngày tháng năm xuân hạ thu đông vân vân, thì cũng phát xuất từ cái lúc khởi thủy này, do chính vì lòng tham của con người mà phát xuất ra những vấn đề này, duyên từ như vậy phát sinh ra có tinh tú mặt trăng mặt trời và ngày đêm thời tiết xuất hiện. Như vậy Đức Phật tuyên bố đây là sự khởi thành của thế giới trở lại, đó là đặc biệt là do cái duyên nó phát sinh, nó phát sinh như vậy. Khi nó phát sinh như vậy thì chúng ta biết đi tới một cái vấn đề là sự diễn biến của nó, sự diễn biến của cái sự việc nó phát sinh. Thì bởi vì do chúng sanh tham ăn quá, ăn ăn lâu ngày, ăn thân ăn quá trời, thân trở nên càng lúc nó càng bị thô, nó thô nó cứng lại, nó không còn có như ngày xưa nữa, không còn có hào quang sáng chói, không còn có sự nhẹ nhàng bay bổng nữa, mà thân trở nên cứng, trở nên thô. Và từ khi nó thô nó săn lại thì sự hiện bày nó xuất hiện và sắc đẹp nó hiện ra, thì cái sắc đẹp nó trở nên có một cái sự khác biệt với nhau, có sự người này đẹp hơn người kia đẹp hơn người nọ, người này xấu hơn người kia xấu vân vân. Thì khi đó có một cái sự ngã mạn phát sinh, cái sự so sánh hơn thua, lòng cao ngã phát sinh, là tâm tham họ hỷ ly tà vô trợ, mà làm có ngã mạn phát sinh, phát sinh có sự ngã mạn đó, so sánh hơn thua cao ngạo phát sinh. Và khi mà phát sinh cái sự cao ngạo như vậy đó,
nó làm cho những cái vị ngọt của đất phổ biến luôn. Đặc biệt cái vấn đề này chúng ta thấy là cái sự tuyệt tuyệt vời của cái sự diễn biến của thế gian này. Khi mà tham quá rồi ganh tị nhau rồi cả mạng cao cống thì từ đó cái vị đất nó biến mất, rất là bất khả tư nghị không. Thì cái đất biến mất như vậy rồi dần dần mọi thứ nó chuyển biến theo thời gian. Khi mà vị đất nó biến mất thì một thời gian sau cái loại kia là bây giờ mình gọi là nấm, nấm đất xuất hiện, có loại nấm, nấm do từ đất xuất hiện. Khi loại nấm đất này xuất hiện các chúng sanh cũng thấy nó lạ xuất hiện, bắt đầu ăn đất hết hết vị ngon, bắt đầu ăn qua loại nấm này. Và ăn càng ngày nó càng thô thiển hơn, cái thân thể càng lúc nó càng thô hơn, thì cái sự sai biệt nó càng rõ rệt hơn. Mà càng rõ rệt hơn thì càng có sự so sánh cao ngạo phát sinh, và như vậy cái sự cao ngạo phát sinh làm cho cái nấm biến luôn, nấm này nó biến mất luôn, nấm cũng không còn mà đất cũng không còn, không gì còn hết. Thì lúc đó phát sinh một cái loại khác phát sinh, từ khi mà nấm biến mất thì bắt đầu có cỏ cây leo nó phát sinh, cỏ cây leo cứ theo như vậy nó phát sinh, nó biến hóa, nó thay đổi, nó phát sinh như vậy. Thì cái cây leo nó phát sinh, người ta cũng lấy cỏ cây leo người ta ăn này kia, rồi cái sự biến hóa từ 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 cái cây leo nó biến mất thì bắt đầu phát sinh lúa. Thì chúng ta bắt đầu có lúa từ thời này, thì có cái lúc này nó mới phát sinh, nó không có như lúa thời bây giờ của mình. Lúa xanh nó không có cám, nó không có vỏ. Mình giờ lúa mình có cám có vỏ, phải 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 gặt lúa, phải làm vỏ làm cám cả. Nhưng mà cái lúa thời đó không có cám không vỏ, và nó có mùi rất là thơm, nó trơn nhẵn, bột trơn nhẵn. Nghe không, còn nghe không cái gì? Cây leo nó biến mất thì đến lúa xanh. Cái lúa xanh thì phát sinh là không có cám không có vỏ, nhưng mà cái lúa rất là tinh khiết ha. Và cứ theo như vậy người ta lấy làm ăn, và cái tiến trình phát sinh phát triển như vậy hiển bày, và khi ăn như vậy nó làm cho thân càng ngày càng rõ rệt ra, thân càng ngày nó thô thiển ra, là ngày nó giống như trở thành giống như mình bây giờ đó, người thô thiển ha. Những loài hóa sanh người ta rất là tinh vi, loài hóa sanh là mắt thường cũng thấy được, từ hóa sanh là bởi vì do tham ăn tham uống nó thô từ từ lại, thô lần 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 lại như là trở nên người mình như bây giờ, thô lần như vậy. Và khi mà cái tiến trình nó phát triển nó do cái sự mà diễn biến như vậy đó, thì nam tánh nữ tánh xuất hiện lúc này. Lúc này là có nam nữ có xuất hiện, thì cái như vậy bắt đầu có chuyện, có nam nữ xuất hiện là bắt đầu có chuyện, phải phải bàn tới vụ này. Cái vụ này nó gay go, mà nó đưa đến nhiều cái vấn đề. Vậy khi mà có xuất hiện hai phái này đó, nó phát sinh là có nam nữ từ khởi đầu nguyên thủy nè, do từ cái tha mái nó phát sinh. Thì lúc mà có nam nữ xuất hiện thì trong kinh Đức Thế Tôn ngài nói là mấy vị này, mấy người này á, không có dòm nhau dòm hủ hay sao, ông này cũng có cái gì lạ lạ và thầy cô này cũng có cái gì lạ lạ xuất hiện, xuất hiện có vấn đề. Thì khi mà thấy gì lạ lạ nam nữ nó xuất hiện như vậy thì bắt đầu ái dục phát sinh. Do nhìn như vậy, nhìn một cách kỹ lưỡng, nhìn một cách chi tiết như vậy, rồi từ đó cái ái dục phát sinh. Và do ái dục phát sinh như vậy là thấy nữ thì bị cuốn hút với nam, nam bị cuốn hút với nữ, từ đó cái sự luyến ái và yêu thương bắt đầu phát sinh, sự ái luyến người nữ ái người nam ái luyến người nữ, tình yêu lúc đó phát sinh. Thì tình yêu mình có được là từ lúc đó, cái từ lúc bắt đầu phát hiện ra nữ tánh và nam tánh yêu nhau, và khi họ đã phát sinh là yêu thích nhau rồi họ mới làm những cái chuyện đó, tức là có hạnh mà có cái phát sinh về cái hạnh về thuộc về dâm, họ phải làm gì đó. Thì khi họ phát sinh là thấy như vậy là thích nhau yêu thương nhau như vậy, có cái sự luyến ái như vậy, có cái sự là ái dục nhau như vậy, thì lúc đó những người khác người ta thấy, những chúng sanh khác ở đó người ta thấy những mấy đứa này nó làm cái gì,
Làm cái gì? Nó làm vụ gì lạ lạ. Nó thấy rất là lạ, nó lấy đồ nó chọi, nó lấy bùn, lấy tro, lấy đồ nó giục, nó chọi, lấy phân bò, phân đồ nó chọi. À, chọi còn chửi nó, hãy chết đi đồ ô uế, hãy chết đi đồ ô uế. À, nhưng mà thấy lúc đó thấy lạ quá, thấy làm kỳ cục quá, chửi như vậy. Và cái thời đó thì chúng ta biết nó là phi pháp, nhưng mà thời sau này nó thành hợp pháp. À, dàn về sau thì nó đã thành hợp pháp. À, đến nỗi mà một ông vua có thể lấy cái chục bà, hai chục bà chỉ là chuyện thường, không có gì hết, trở thành là hợp pháp. À, thì những loài mà thời xưa, lúc loài hồi xưa thì cái vụ này gai lắm. À, không có đơn giản. Hồi xưa mà làm cái vụ này là người ta lấy đồ ta chọi quăng phân bò. À, thì do như vậy. À, thì theo truyền thống cổ xưa là không chấp nhận được vấn đề này, và từ cái vụ này nó mới đưa tới nhiều thứ phiền não khác phát sinh. À, trong chú giải tôi nói rất là nhiều thứ phiền não phát sinh. À, coi như là do yêu yêu nhau, ái luyến nhau, từ đó phát sinh ra những cái ác pháp xuất hiện, những cái tà pháp xuất hiện phát sinh, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói láo, đủ thứ để mà phục vụ cho cái đời sống. À, nó xuất hiện trăm ngàn thứ. À, và chính vì do cái sự xuất hiện trăm ngàn thứ tội lỗi phát sinh như vậy, à, thì bắt đầu luật bắt đầu xuất hiện. À, đã có từ thời đó, chính vì do như vậy. À, luật đưa ra để mà ngăn chặn cái vụ này. À, vì sống trong ác pháp mà không có luật thì loạn. À, giống như thời giờ mà không có luật, chúng ta sẽ thấy đưa đến cái sự mà tàn sát lẫn nhau, sẽ bị loạn. À, cho nên từ đó cái luật pháp bắt đầu hình thành. À, khi đó mà những luật lệ của vua chúa bắt đầu đưa ra hình thành. À, tạo nên một cái đời sống có pháp luật. À, chúng ta ngày nay có pháp luật là bắt đầu cũng từ lúc đó. Và một số người trong cái thời gian đó thì ở đâu cũng vậy. À, người ác cũng có mà người hiền người lành cũng có. À, thì những người mà hiền, những người có cái tâm tốt, thì thấy đời sống ác pháp ghê quá, thấy đời sống tranh giành cướp của, làm đủ thứ chuyện tội lỗi để diễn vì cuộc sống, vì cái đời sống mà họ phải làm như vậy. À, những người hiền thì ta sợ hãi, ta mới bỏ đi vào rừng. À, bỏ vào rừng rồi tu. À, những người mà thời đó là dân đó, sợ hãi ta mới bỏ vô rừng ta tu. À, bởi vì sợ sự mà tội lỗi của con người mình họ sợ. Còn một số người mà không vô rừng tu được, không có cái thích về tu thiền, thì họ đi họ làm sách, họ đi tìm cái chỗ nào đó họ làm sách, họ viết lại những cái sách Vệ Đà, họ tạo ra những sách như vậy. Thì cái lúc đó là cái nguồn gốc Bà La Môn phát sanh từ lúc này. À, cho nên thời đó là cái nguồn gốc Bà La Môn là từ cái chỗ này. À, rồi cho nên họ họ tưởng là họ là giai cấp cao thượng, giai cấp Bà La Môn, nhưng mà thật sự cái thời đó cái giai cấp này thuộc cũng là dân cũng bình thường, hạ cấp thôi chứ không có gì hết. À, họ vì sợ hãi họ đi tu, họ về kia họ được sanh phát sanh gọi là Bà La Môn. Thì nguồn gốc Bà La Môn cũng cũng có ở đây, chứ không phải là từ Phạm Thiên họ sanh ra trong cái này. À, mà từ cái đời sống và hạ cấp đời sống và tham ái đủ thứ chuyện, phát sinh ra cái nguồn gốc của Bà La Môn. À, thì từ cái gốc Bà La Môn này, những người mà sống theo pháp, thì họ vô rừng họ tu, hoặc là họ sống một cách an tĩnh hơn, họ viết sách viết đồ học hỏi. Còn những người mà sống theo đời á, thì họ thực hành những cái nghề nghiệp, họ ra buôn bán, họ làm này kia nọ, thì lúc đó được gọi là quét xa, tức là họ là thuộc loại về giai cấp thương gia. À, là từ đó chúng ta thấy là phát sinh ra giai cấp là Bà La Môn, giai cấp là Sắc Đế Lị, Bà La Môn, giai cấp thương gia, vân vân, phát sinh những cái giai cấp giới bức xã hội như vậy. À, Sa Môn, cái bậc Sa Môn á, thì được nói lên là xuất hiện qua trong bốn giai cấp. À, cả bốn giai cấp luôn, tức là một số người mà theo những cái giai cấp mà săn bắn hay những nghề hàng ngọn á, thì lúc thời đó những người mà
nghèo khổ hèn mọn thì nó kêu là xuất đá, tức là giai cấp mà chiên đà la, giai cấp cùng khổ. Hoặc là những người mà trong những giai cấp mà sắc đế ly, giai cấp bà la môn, giai cấp thương gia, và họ cảm thấy cái đời sống này, trong cả bốn giai cấp này, con số người nó cảm thấy cái đời sống này nó làm sao đó. Họ nhìn, nó quán xét thấy đời sống này không có cái gì gọi là tốt đẹp, không có gì gọi là trong lành hết. Họ sống thấy toàn ô nhiễm, toàn những ác pháp, họ mới quán xét lại mình sống trong này mình cũng bị như vậy. Họ tự trách mình, họ tự kiểm soát lấy mình, họ tự kiểm soát mình, thấy mình sống là sát sanh trộm cắp, sống này kia nó, họ mới bỏ đi xuất gia. Trong cả bốn giai cấp này có những số vị ta bỏ bỏ gia đình ta đi, vào trong rừng ta tu tập, sống ta làm đời sống cùng vị sa môn. Thì chính vì do cái hoàn cảnh như vậy, hoàn cảnh không tốt đẹp như vậy, thì đó tự mình phải từ bỏ, phải đi trở thành một vị sa môn. Và từ đó giai cấp sa môn khởi lên, giai cấp sa môn khởi lên từ bốn giai cấp này luôn. Chúng ta thấy rằng những cái sự phát sinh, những cái giai cấp nó đi do nhân, do duyên nó phát sinh như vậy. Lâu lắm rồi. Vậy Ba La Môn thời này hả? Thời này thì thời Đức Phật đó, có Ba La Môn đó. Rồi khi có những cái vấn đề mà giai cấp sa môn xuất hiện, thì Đức Phật thuyết về cái vấn đề sanh thú, tức là bốn giai cấp này đó. Sanh thú là nơi sanh đó, tức là bốn giai cấp này trong cái xã hội bây giờ đó, phải xã hội thời đó, đó thì những chúng sanh, những con người sống trong cái ác pháp cũng có, mà sống trong cái thiện pháp cũng có. Họ sống trong những cái đời sống là có đen có trắng, có thiện có bất thiện, và cho nên do cái nhân duyên đó, do cái điều kiện của nó thì sao thì chết. Những người nào mà sống về ác pháp thì chết sẽ bị tái sanh vào cảnh khổ, chết phải bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sanh vào những cái thế giới mà đau khổ do chính ác pháp tạo nên. Từ đó phát sanh cái vấn đề những cảnh giới đó, cõi khổ có sanh làm thú, làm ngạ quỷ, Atula, địa ngục là phát sanh là do ác pháp. Còn những người mà sống trong lành, sống thiện lành, sống đúng pháp, sống là không có trộm cắp, không lấy của, không cho, không có sát sanh trộm đạo, không có là làm tổn thương người khác, vân vân, sống tốt đẹp và có sự tu tập tốt đẹp, thì sau khi mạng chung họ sanh về lên cõi trời thiên thú, thiên thú cõi trời người. Đó là như vậy. Thì chúng ta thấy là chính vì do có hai cái pháp đen và pháp trắng, hay gọi là thiện pháp và bất thiện pháp, thì hai pháp này nó tạo nên cái sự sanh thú. Trong cả hai pháp này, nếu mà có những người nào mà thực hành mà lẫn lộn đó, tức là ác cũng có mà thiện cũng có, thì sau thời gian thì họ cũng sẽ phải chết, họ sẽ lãnh thọ cái những cái quả báo là sướng có mà khổ cũng có. Đó là cái vấn đề như thế, và đặc biệt là chúng ta sẽ hiểu được vấn đề tại sao có người sanh ra lúc sướng lúc khổ, lúc thì được sướng mà lúc bị te tua, nó phân biệt như vậy. Và Đức Phật nói về những vấn đề mà của những người mà sống có đời sống tu tập đó. Những người mà cao thượng đó, thì những người đó là những người biết tu tập, biết kiềm chế, biết tiết chế về thân hành, khẩu hành, ý hành, biết tu tập những cái pháp thượng nhân, biết tu tập những cái pháp mà được gọi là đưa đến cái sự mà tối thượng. Những vị nó tu tập chẳng hạn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, bát chánh đạo, thất giác chi, bát chánh đạo, những vị này là tu tập thánh pháp như vậy, thời đó phát sanh là tu tập và đoạn trừ được những cái lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô lậu, và ngay trong cái kiếp sống đó, họ nhờ cái sự tu tập như vậy họ thành tựu bậc thánh, họ thành tựu những bậc a la hán. Và a la hán khi đã thành tựu rồi, là dù bất kỳ trong giai cấp nào, họ dù cho là giai cấp xuất đá, hay là giai cấp lệ, hay là giai cấp thương buôn, hay là giai cấp sắc đế ly, hay giai cấp bà la môn đi nữa, thì nếu dù trong bất kỳ một giai cấp nào đi nữa, một vị đó thành tựu được bậc thánh, thành đạt được bậc thánh tối thượng là a la hán, a la hán họ vẫn được xem là tối thượng nhất trong bốn giai cấp. Người gọi là người tối thượng nhất, chứ không phải là do từ phạm thiện sanh ra, mà người nào thành tựu được
diệt trừ được dục lậu hữu lậu kiến lậu vô lậu, thành tựu được chánh trí, thành tựu được chánh kiến giải thoát, thì được gọi là bậc tối thượng. À, bậc xác định cho mình thấy, tức là không phải là mình sanh ra dòng tộc đó, mình dòng tộc vua chúa là mình tối thượng đâu, mà phải tính trên cái vấn đề mà đức độ, tính trên cái vấn đề mà tu tập về sự trong sạch của con người, thì mới được xứng danh được gọi là bậc tối thượng ở đời, bậc đáng được xứng đáng để được cúng dường. À, do vậy khi mà Đức Phật tuyên thuyết như vậy, Đức Phật nói rằng có một vị Phạm Thiên tên là Sa Nam Kumara, vị đó đọc bài kệ và được Đức Thế Tôn chấp nhận. Đức Thế Tôn tán thán, Đức Thế Tôn khen, và vị này là khéo hát khéo nói đầy đủ ý nghĩa. Vị đó nói như sao: chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lỵ tối thắng, ai đủ cả trí đức tối thắng giữa nhân thiên. Tức là vị Phạm Thiên đã nói rằng chúng sanh thì tinh giai cấp, sát đế lỵ là thắng, nhưng mà ai mà đủ cả trí cả đức thì là người tối thắng giữa nhân thiên. Cái người đó là một cái vấn đề mà chúng ta sau khi chúng ta đọc qua kinh này, chúng ta sẽ thấy là không có phân biệt giai cấp dựa trên cái dòng tộc, dựa trên cái gia tộc, dựa trên cái quyền quý vân vân, mà dựa trên đức độ của chúng sanh, dựa trên cái đức độ của mọi người. Người nào càng trong sạch thì người đó càng được gọi là bậc tối cao. Khi đến A-la-hán thì được gọi là bậc tối thượng của chúng sanh, và bậc xứng đáng để người trời đảnh lễ cúng dường. Bài pháp này cũng rất là dài và rất là hay. Chúng tôi cũng trích lược sơ sơ để gửi đến quý vị hôm nay, và cầu mong do cái phước báo ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được sống lâu, an vui, sắc đẹp, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sa Khả nhé. Rồi xin trả mic lại cho MC. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa Khả giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Minh Thông, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay rất là hay thưa thầy. Cái chỗ mà thầy dạy là khi mà theo những cái sự tin của những cái vị Bà La Môn như vậy á, thưa thầy, nó không có đúng. Mà theo Đức Phật á, thì cái người nào mà có giới đức trong sạch, rồi có những cái hạnh kiểm sống ở trong giới và tu hành, thì những người đó mới khi mà đạt A-la-hán rồi và mới xứng trong trong cái hàng là bốn cái hạng người của thầy dạy. Dạ con thấy nó quá là hay. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi là ở trong cái chốn cái loài người của mình đó thầy, người người ta đi ra đường, nếu mà người ta không có tu hành á thì người ta dùng những cái vật quý để mà người ta dùng trang sức, chẳng hạn như đàn bà con gái thì xài hột xoàn, rồi cẩm thạch, rồi dùng những cái màu vải đẹp để mà che thân, rồi dùng cái đó thành giống như một cái vật nối theo cái thân của mình để mà đi khoe khắp thiên hạ là mình vừa có tài sản vừa quý phái kiểu này kiểu kia vậy đó thưa thầy. Nhưng mà khi mà lên đến cõi trời á thì những cái đó nó không có quan trọng nữa. Như vậy thì những cái vị chư thiên ở trên trời họ nhìn nhau mà họ biết được cái ba la mật của nhau, chứ họ đâu có biết qua cái những cái thứ mà kêu là vàng dòng hột xoàng đó phải không thầy? Như vậy thì họ nhìn nhau, họ biết là cái người nào hơn người nào ở cái chỗ nào thưa thầy, có phải là nhờ hào quang hay là những cái khác? Dạ con xin dâng mic lại cho thầy để thầy có thể giải thích cho con vào lớp học và Xa thấu, xa thấu. Kính thưa quý vị, thì đối với con người của mình á, thì thường là sang trọng quý tộc do cái trang sức bên ngoài. Mình có cái người giàu thì người ta có những cái sự trang sức này kia, nó đeo vòng vàng hột xoàn, hột xoàn càng bự thì càng quý phái, càng được nhiều người ta kính nể. Xoàn 5 ly 7 ly không biết bao nhiêu, có mấy mấy ly đó, thì ra mà cầm đeo xoàn vậy á, cầm cái bóp Gucci Gucci bóp gì đó, thì được nhiều người ta thấy mình nể. Đi xe
đi xe cái gần xuống cái kịch, mở cửa kịch, mở Mercedes ra ha, Mercedes hoặc là BMW đó. Thì bà con nhìn thấy không, đấy giàu rồi đấy, quý trọng dân quý tộc. Vì vậy ở người đời mình đánh giá như vậy, nhưng mà thật sự á mình nói vậy thì nói vậy thôi, nhưng mà thật sự cái đức độ nó vẫn là cái quan trọng. Thì với người đời mình, khi mà mình thấy những người mà ta hiền lành sống có đức độ thì có một cái năng lực riêng nha quý vị, không biết quý vị có cảm nhận được cái đó, nhưng mà cảm nhận được có một cái năng lực riêng của một vị mà sống thật sự họ có giới hạnh, họ sống họ có giữ giới trong sạch. Thì khi mà người khác gặp, mặc dầu người đó trong cái trạng thái rất là bình thường, ăn mặc rất là bình thường, không cần xe xua, không cần phải đi xế hộp xịn hay đeo vòng vàng, nhưng mà khi mình nhìn người đó mình có một cái cảm mến, mình nhìn người đó mình có một cái sự mà tôn trọng kính mến gì đó, đó là cái do cái đức hạnh người đó toát ra. Thì hồi xưa chúng tôi nghe nói ngày mà ngày gì? Nhớ tên gì, ngày Radha, ngày ngài viết cái kinh Đức Phật nhiều Phật pháp á, thì tự nói phải phải ngài Radha ta, ngài nhớ không? Viết cái bài viết cuốn sách mà Đức Phật và Phật pháp á, Buddha thì tới trên ngày Radha đúng rồi, ngày nó qua Việt Nam á, thì những người ta đến gần ngài đó thì người ta nói rằng ngài tỏa ra một cái sự rất là đặc biệt, ngài rất là mát mẻ, gặp ngài là người ta thấy cảm mến, thấy thương mến, kính trọng liền, chứ không phải không cần phải là những gì đó, nhưng mà ngài tỏa ra một cái năng lực rất là đặc biệt, gặp là quý mến, gặp là thương mến, gặp nhìn ngài là thấy mát mẻ, nhìn ngài là thấy là an lạc. Đó là chúng ta thấy là cái đức độ nó có một cái đặc biệt mà mình không thể nào mình so sánh được. Cho nên dù mình có giàu sang hay là mình có vàng dòng đi xe cộ sang trọng, nhưng mà mặt mình nhìn thấy thất đức, nhìn bước xuống nhìn mặt mẹ này dữ quá, thấy là người ta cũng chạy làng thấy sợ, thấy người đó là dạ đúng rồi, ngày la dạ sao tới rồi. Thì chúng ta thấy là do cái phước họ nó phát sinh, ánh mắt của cái thần thái của họ đó, cái thần thái của một người có đạo đức, bởi vì nó có tu được thật sự mà nó có đạo đức thật sự, mà nó có cái sự tu tập tâm, họ luôn có tâm từ mát mẻ, họ không bao giờ giết hại chúng sanh, họ không bao giờ nói dối, không bao giờ lường gạt ai, sống trong cái hạnh lành, sống trong cái thiện nghiệp, họ sống trong cái đời sống mà luôn luôn là an trú trong cái thiện pháp, thì chắc chắn là cái tâm nó sẽ tạo ra một những cái sắc pháp. Thì kính thưa vậy, khi mà tâm mình tốt á, thì con người mà tâm tốt á, thì nói về cái lộ trình tâm á, thì cái lộ trình tâm nó diễn tiến, thì cái lộ trình tâm thiện nó phát sanh liên tục cho hàng triệu sắc pháp sanh diệt, thì lúc đó sắc pháp nó cũng sanh theo, sắc pháp nó đồng sanh lúc đó theo, nó đi theo lộ trình tâm. Cái lộ trình tâm mình thiện thì sắc pháp nó sanh theo thiện, sắc pháp tốt nó sanh theo, những cái tế bào tốt nó sanh theo, thì nó tạo ra những cái sự tốt đẹp về cái sắc pháp. Thì như vậy những người mà hành thiện thì những cái sắc pháp họ cũng tốt đẹp, họ phát sanh và nó tỏa ra một cái gì đó mà mắt thường mình không thể thấy được, nhưng mà mình cũng có thể cảm giác được, mình cảm nhận được người đó là người hiền thiện, người trong lành, người tốt đẹp, đó là như vậy. Còn riêng về cõi trời á, thì những người mà sanh về cõi trời là sống sanh bằng phước mà, tục sinh bằng do phước sanh, họ sanh về trên đó, họ sống trên cõi trời dục giới đó, sanh trên đó. Thì những cõi trời dục giới là người nào phước nhiều á, thì hào quang họ sáng chói sáng hơn, hào quang họ sẽ tỏa sáng hơn, những mà yếu hơn hào quang nó lu hơn, thì người ta nhìn thấy hào quang người ta phải biết được cái phước người đó, hoặc là nhìn theo cái chỗ ở xứ họ ở đó cũng có thể, ví dụ những người mà cao á, thì người ta có những cái đối xứ nó lộng lẫy hơn, những cái chỗ ở, những cái lâu đài nó uy nghi tráng lệ hơn trên cõi trời. Thì hôm nào chúng ta có dịp học về cõi trời, có dịp chúng ta sẽ nói về vấn đề cõi trời dục giới, để chúng ta đi thưởng ngoạn về cõi trời dục giới xem có gì đó nè. Mà cõi trời dục giới thì nó tiên nữ cũng nhiều lắm, nữ đẹp ghê lắm. Thì trên cõi trời dục giới đó thì đó có một cái câu chuyện, hai ông trời ổng có một cái cô tiên nữ sanh lên, mà ngay đứng ngay giữa hai ranh giới của hai ông đó, thì hai ông giành cô tiên nữ này, hai ông giành cô tiên nữ này,
dành qua dành lại được, có đem lên nói ngài để thích, nói với vua trời Sắt Cá đó. Nói giờ trường hợp này thì thỉnh vua trời giải thích giải quyết dùm cái này. Thì ông vua trời đã thích là mới giải quyết. Và bây giờ nếu mà cô tiên nữ này sanh lên á, mà dòm về ông nào á thì là của ông đó. Ví dụ như ông này đứng bên tay trái thì cô tiên nữ là sanh lên mà hướng về nhìn về phía người đó, thì là của ông đó. Hướng về bên phải là của ông bên đây. Mà không hướng về hai ông này đó, nếu mà ông bằng cái tiên nữ sanh lên không nhìn về hai 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 tiên nam rồi đó thì là của ta. Không giải quyết một cách rất là gọn gàng, nhìn bên trái không phải ông, nhìn bên phải thì không ông này, mà không nhìn ông nào là của tôi, gọn. Chắc ăn khỏi giành, khỏi giành giật, giờ ngồi ngay giữa không nhìn ông nào thì cái này là đưa cho chấm chấm lụm trước gì tính. Cõi trời cũng vui lắm, cõi trời cũng có tiên nữ đẹp giành giật nha, cũng dữ đẹp lắm chứ không phải thường, từ dục giới mà. Đó là chúng ta thấy người gái mình đọc thấy người ta cười, thì huống chi là có người mình không, người mình thôi quá trời luôn. Rồi cái vậy đó là xin vui chút xíu và xin cả biết lại luôn. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin tri ân lời dạy của thầy. Dạ em thấy chị Hồng Nhung đã có cái bàn tay, em xin mời chị dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Minh Thông, con kính sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con có một câu hỏi như thế này, hồi hồi xưa mà khi mà tụi con còn học ở phổ thông á, tụi con có học về về cái học thức là nói về nguồn gốc của con người mình là từ con khỉ, rồi sau đó thì con cũng nghe nói chứ con cũng chưa đọc đọc sách, thì người ta nói là cái học thuyết đặc uy này nó không còn chính xác nữa vì con người mình thì đã tiến hóa nhưng mà loài khỉ thì vẫn còn. Thì bây giờ trong trường hợp này á, thì cái vị Phạm Thiên mà ban đầu mà tái xua tái tái sanh xuống cái cõi người này á, là những người vi tế, những là những chúng sanh rất là vi tế hóa sanh, rồi cái con người mình từ từ tiến hóa đến cái dạng thô như hiện nay, thì cái chúng sanh vi tế đó mà hiện giờ có còn tái sanh xuống cõi người được không ạ? Dạ con xin hỏi câu đó, xin thầy là giải thích giúp con xin. Xa lắm, xa lắm. À, kính thưa quý vị, đó là vấn đề mà nói từ khởi khai thiên lập địa ha, là từ vị mà Phạm Thiên, Quan Âm Thiên hết phước hết tuổi thọ nó hỏi sanh xuống cái cõi nhân loại này, lúc đó mới hình thành sơ sơ khai, thời sơ khai à, thì nó thành vậy, rồi từ từ diễn biến qua vấn đề phát sanh từ từ, do ăn uống, do tham dục, do ganh tị, từ từ cái xác thân bị thô lại, thô lại rồi mới có phát hiện chuyển ra, phát hiện ra từ từ xuất hiện ra nam nữ, thì từ cái nam nữ là mới bắt đầu cái vụ của tụi mình sau này, bắt đầu nam nữ rồi giao hợp nhau mới sanh con đẻ cái, thì lúc này là bắt đầu nó qua giai đoạn này rồi, tức là nó hết còn cái giai đoạn mà làm người mà kiểu mà quá sanh vậy nữa, rồi nó hết còn giai đoạn nào, còn những trường hợp rất là hiếm, rất là có nhưng mà có nhiều rất là hiếm. Những loài quá sanh làm người cũng có, chúng ta cũng đã từng biết cái đó ha. Hoặc là những loài mà những người mà sanh ở trong trong những cái bông hoa giống như nàng chim trai này, như cũng sanh trong cái bông gì đó thì nó hiếm có, nhưng mà thường thường là do thai sanh hết, do có cha có mẹ có cái sự ân ái nhau sanh ra, thì đó là cái thời sau này từ cái giai đoạn bắt đầu là phát sanh ra cái vụ hiện ra nam nữ á. Thân nam thân nữ đó, từ đó cái con người cứ theo cái đó càng ngày càng tiến hóa tới bây giờ là phải như vậy nó mới thành tựu được. Đó là vậy, còn những vị quá sanh thì thường thường là những vị trời hoặc là Atula địa ngục cũng thuộc quá sanh, những vị trời cũng thuộc quá sanh, còn con người mình là phải thai sanh, những loài thú thì thuộc về thấp sanh hoặc là loài thú về loãng sanh hoặc là loài trứng sanh hoặc loài thấp sanh, và có những cái loài như vậy,
À, thì chúng ta thấy rằng con người mình giờ là cần phải có nam nữ phối hợp nhau đúng thời kỳ, và phải có cái thức tái sanh thì nó mới được sanh làm người được như vậy. Đó là cái thời bây giờ nó như vậy đó. Chúng ta biết bài kinh đã được trình bày, chúng ta thấy khai thiên lập địa của mình là ông tổ, những ông từ cõi trời phạm thiên xuống ha. Dạ, con check âm thanh. Dạ, cảm ơn cha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và kính chào thầy kinh Đạo Tràng. Dạ, con thấy chị Kim Nhung còn có câu hỏi thưa thầy. Thôi để con nói trước rồi rồi thầy đọc rồi trả lời luôn cho chị. Dạ, có câu hỏi là do cái nhân duyên gì mà hóa sanh mà lên thành được người thiên nam người thiên nữ, mà sẵn con hỏi luôn cái cõi địa ngục thưa sư, có người ta bị đọa xuống dưới đó thì có nam nữ không, hay là chỉ là cái một chúng sanh để xuống dưới bị hành tội thôi? Và con xin mất ạ, tri ân thầy. Một thời á thì cái điều gì cõi trời á vẫn có nam nữ, vẫn có những vị tục sinh làm nam làm nữ, là do cái phước phước ít phước nhiều, do cái duyên nghiệp gì đó đưa đẩy tạo để tạo ra một cái thân nam hoặc thân nữ. Nhưng mà những cõi đó thuộc hóa sanh, thì cõi địa ngục, cõi dục giới, tất cả cõi dục giới nó đều giống vậy đó, vẫn có đầy đủ, và các căn thì có sanh ra, có mắt tai mũi lưỡi thân, và có đầy đủ. Nam tính nữ tính có đủ hết. Cõi thú cũng có, chúng ta thấy cõi thú có, cõi người có, cõi thú có, cõi ngạ quỷ atula địa ngục gì cũng có. Thì chúng ta thấy rằng nam nữ đó, nhưng mà chỉ là có vậy thôi, nhưng mà đâu có được hưởng gì đâu, bị xuống dưới nó tra tấn te tua đâu có được như có người mình gì, được những cái sự phước, những cái sướng, cái khổ nó có sự đi đi như vậy. Cho nên chúng ta thấy chỉ có cõi trời mà sắc giới đó lên thì không còn nam nữ nữa, những vị đó lên đó thì không còn có thân nam thân nữ nữa, chỉ còn dục giới là có hết, có là dục giới trở xuống rồi có. Còn có những trường hợp mà đặc biệt như một chúng ta học thế, nhưng những cái cảnh giới cũng rất là vui. Có người có nhiều loại lắm, nhiều thứ, nam có nữ có, hàng giữa có, hàng nghiêng bên có, hàng xé qua xé lại gì có hết á, có đầy đủ có đủ thứ. Mọi người có dịp học tới mấy cái đó rất là vui, rất là tuyệt vời. Còn sếp Kim Dung đã hỏi nó thì những gì mà cõi trời phạm thiên thì hết phước mà sanh xuống làm người thì cũng phải đầy đủ nhân duyên, thì cũng phải có cha mẹ, cũng phải tục sinh xuống làm người như vậy, cũng phải có cha có mẹ, có tinh châu huyết mẹ, rồi phải có đúng thời kỳ thọ thai, rồi cái tử lên đó rồi mới thức tục sanh, mới tái sanh vào trong bụng mẹ, thì sanh trở thành như vậy, còn thai sanh thôi chứ không còn quá sanh như cái kia nữa. Đó là những là nhà là một thai. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa thầy, nguyên nhân cỡ như có một cái thắc mắc á, là khi mà mình học kinh của Đức Phật á, thì ngài dùng cái trí tuệ của ngài để ngài nói ra, nhưng mà con cũng có thắc mắc là những cái đạo khác á thưa thầy, thì có nhiều người người ta nói cái đạo của người ta, thì ông tổ của cái đạo đó cũng là một vị thần họ xuống, như vậy là cái vị thần đó cũng nhìn theo cái khả năng của họ rồi họ mới viết ra cái quyển kinh của cái đạo họ, phải không thưa thầy? Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy. Thì như nãy chúng ta thấy trong cái phẩm, trong cái bài kinh Khởi Tế Nhân Bổn đó, thì những vị mà phút thời đó là thấy đời sống sợ hãi, người ta mới bắt đầu là trốn rừng ta tu. Còn những người ta tu thiền, người ta không được thì người ta mới viết sách, ta viết lại những cái kinh điển Phật Đà để lưu truyền về sau này.
À, rồi sau này từ kinh điển Phật Đà này, những người theo sau từ từ ta tu học theo những cái đó, à, thì có số người nó chứng đắc được thiền, à, đắc được thiền này kia, đó, hoặc là ta có cái sự nghiên cứu về những cái thánh điển thánh tích gì của họ đó, à, thì họ mới lưu truyền lại cái giáo pháp. Nhưng mà từ từ càng lúc về sau này thì nó càng bị yếu dần đi, bị mất đi hết, thì những kinh Phật Đà nó trở thành giống như là những cái, à, hồi xưa nó cũng gì kia là kệ cá khất này đó, chứ không còn như hồi xưa nữa, mất và lần càng mất đi. À, cho nên chúng ta biết rằng cái giáo lý của Đức Phật mình học đó, thì quả thật là một cái sự rất là đặc biệt, à, mà vẫn còn lưu truyền tới ngày hôm nay, à, phát sanh từ kim ngôn của Đức Phật, và những cái giáo lý mà ngài đã chứng ngộ, ngài đã thấy được, ngài đã tìm ra, ngài đã thành đạt được như vậy, ngài truyền lại chúng ta và vẫn còn lưu truyền tới ngày hôm nay. Còn những cái giáo lý khác thì có thể là do họ tu thiền thấy được, hoặc có thể do họ học hỏi, họ thấy được, họ học theo cái kinh điển của những người xưa để lại, chứ không phải là do họ thực chứng các pháp như Đức Thế Tôn của mình. À, cho nên cái sự nó khác biệt như vậy. Họ có thể là những vị phạm thiên sanh xuống, họ có thể nhớ lại này kia nọ cũng có thể được. Còn mình cũng không biết chính xác những việc đó, ra những quyển sách đó thì họ dựa vào đâu. Nhưng mà thường họ dựa vào cái kinh Phật Đà, rồi những cái kinh như bên Thiên Chúa Giáo thì dựa vào Cựu Ước, dựa Tân Ước, họ làm ra những cái kinh như vậy. À, nhưng mà mình cũng không có nghiên cứu về cái đó, mình không nắm rõ đó. À, nó bắt đầu ta. Dạ, yeah, hello, à, con xin kính chào ba ngôi Tam Bảo và con xin kính lễ sư Nguyên Thông, con xin kính lễ sư Thanh Tâm và con xin kính chào thầy Kinh và đạo tràng. À, thưa thầy Kinh, con lúc mà con ở bên Miến con tu học á, con có nghe mấy vị sư có nói là ở trên cõi trời đó, nếu mà người nào mà người nam mà chư thiên nam ở trên cõi trời đó, thường thường đa số là một bên tay phải là 500 tiên nữ, bên tay trái là 500 tiên nữ, chư thiên nam á nhiều tiên nữ trên cõi trời lắm. Con nói ủa sao ngộ ha, sao mà tiên nữ trên đó mà chư thiên nam mà sao nhiều tiên nữ vậy, không biết có đúng không. Theo thầy kinh nghiệm, thầy có thể nói cho con biết à, con xin xuống nước à. À, là mơ thà, à, làm à, mơ tối nay là mơ thấy ba về gọi đề đau lại kiếm vài trăm em ngồi kế bên cho vui. À, thì à, thật sự ấy, khi chúng tôi đọc cái chiếu giải về những cõi trời đó, chúng tôi cũng không thấy nói là bao nhiêu cái xác suất là bao nhiêu, nhưng mà cũng có nhiều chứ ít đâu, là những vị tiên đó, đó. À, có một cái số một số chú giải là nói rằng những vị trời này đó, khi mà ta yêu nhau, nói khi mà ông tiên nam mà ông yêu tiên nữ, ông nhìn ông chớp mắt hai người thỏa thích nhau là coi như là xong, coi như là thương yêu nhau là như vậy. Nhưng mà có một số sách thì ta không chấp nhận như vậy, bởi vì nó nói có dục giới mà khi sanh ra có đầy đủ và sắc nam tính sắc nữ tính, có đầy đủ các căn. À, và họ vẫn có cái sự yêu thích với nhau, vẫn có cái sự ân ái với nhau, chứ không phải là không có. À, thì nó nhiều cái vấn đề ta đưa vấn đề ra như vậy thì mình cũng chỉ mình đâu có lên đó là mình biết. À, giờ mình phải ráng tu sao kiếm phước mình lên đó mình kiếm cái tương tự làm sao để mình chứng kiến tận mắt mấy sự yêu thương của những gì đó là như thế nào. À, tiên nữ nó nhiều hơn thì thường thấy nữ luôn luôn diện nam, nam thì phước khó tu tập, nhưng tu tập phải nhiều hơn, phước báo phải nhiều hơn mới sanh làm nam. Còn nữ thì phước vừa cũng được, cũng nữ. Nhưng mà thấy nên con người vẫn vậy, nữ nhiều hơn nam nhiều, sanh làm nam khó, phước mới sanh làm người, phước mới sanh được làm người nam, nó khó hơn là làm người nữ, cho nên nữ nam luôn luôn ít hơn nữ là như vậy.
Còn cái vụ em út nhiều thì không biết sao, thấy không có thấy chú giải nên nó thấy xác định nhiều đó, mà thấy cái nhiều người nó nói vậy cũng nghe nói lâu rồi. Mình cái gì mình phải có nói, phải có sách bắt cái chứng này rồi, chứ mình nói bậy nó lên. Không biết thì mình nói mình không biết, không có gì đó. Chúng ta coi cũng kiếm hoài không thấy nói, không thấy đâu. 500 bên, 500 bên ngồi sệ sệ chân rồi, ngồi đông quá chết luôn. Mấy bả hành chắc cái nước là bỏ cõi trời dạy xuống cõi người sớm. Nam mô Phật Sư. Nam mô Bố Thầy Giá. À, Nguyên Như có cái email của anh Chánh Tâm, thành ra nếu mà quý vị có muốn email hỏi thẳng ảnh thì cứ xin Nguyên Như nha. Nguyên Như sẽ đưa cho quý vị để hỏi thẳng là biết liền. Anh Chánh Tâm cứ nhảy nghiên cứu cái vụ này hơi nhiều. Dạ, còn một lần nữa xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã ban cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và con xin kính mời sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Phật thăng tu sa pa bu tha nu pha ve na sa da sa do si pa pa va tu sa bam ga lang ra phat thăng tu sa ba de ba sa ba da amma de na sa da si pa vang tu te tu sa ba kha nu pha ve na sa da so thi và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ xà thụ xà thụ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha in sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tin cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no guốn thân sam ba bù này ya ma tham ma ri yam ba quê tị tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sao quá khá già quá hằng hồ tu án ngà gác tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Trung Nguyên Như Kỳ Viên và chúng ta sẽ gặp nhau và cùng nhau học đạo vào ngày mai. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.